Thưa quý vị, sáng nay 14 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Trương Thanh Phong, Giám đốc Sở Nội vụ, ông Phạm Thành Trung, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh dự lễ công bố. Tại Sở Tài nguyên Môi trường, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, Chánh Thanh tra tỉnh, đến giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường từ ngày 14 tháng 7 năm 2020. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày bổ nhiệm. Ông Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Văn Hải trong thời gian vừa qua, đồng thời mong muốn với vai trò trọng trách mới, ông Nguyễn Văn Hải sẽ tiếp tục phát huy năng lực cùng với tập thể cán bộ công chức viên chức ngành tài nguyên và môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.